mời. Tay này cầm mấy lưới nè, tay này chắc nào cũng cầm mấy lưới, cầm dây nha. Ừ. Nào chài cái đầu còn nắm này lại, ừ. Bung chài hết rồi mới buông này kìa. Cầm cái mí lại ha. Hai mớ rồi. Hai mớ. Bắt đây một mớ rồi mà ba mớ rồi. Nắm đây cái nữa. Ba đống rồi. Là ba mớ. Ơi, bữa nay theo đại ca đi tập chài nha các bạn. Ông gài đi quay tại chài mà mình chưa biết chài. Giờ ông chài trước mấy chài coi hiệu nghiệm không em. Sư phụ chài không biết sự hiệu nghiệm không? Chài méo xèo. Được mệnh danh là chuyên gia chài méo. Dính gì? Dính cái áo à? Dướng hả? Hết lội xuống nè. Bỏ điện thoại lên hả? Bỏ đâu lên đi. Gốc cây. Cây luôn hả? Mẹ gà cá hết rồi. Có cá. Có không? Nhảy nhảy nhảy. Nhảy bung không? Cây bự quá hả? Nhấm trà. Bà nội. Kéo từ từ lên. Cá đầu tiên đó nghe. Xùi quá. Nếu mình chài mình cũng không biết được ở dưới nó có cây hay không. Cái gốc. Dính gốc nữa. Cây vàng hồ. Trời ơi trời. Hết cá rồi. Chết rồi hết cá luôn. Xong rồi. Kéo lên đó. Thôi thôi. Ăn ủi không? Còn nữa đó. Dữ trời. Cây nữa hả? Trời ơi trời. Đồ dứng hả? Lên chân. Ngồi lên được chưa? Dạ. Gà hết. Hở á. Tụng gà hết. Gà hết. Ồ, nhìn gì vậy? Cá nhỏ hả? Quá trời trà, không có trà là vô rồi. Má tức ha. Quá. Gà trời dinh rồi. Mày dinh. Trời ơi, thôi. Được rồi, hai con. Hai con. Gà này mới dính trà, dính. Hai này không? Ủa, cô Phi hả? Đi nè. Cô Phi còn đây. Ây da. Chài này chài 2,5 phân.
Dạ này 500. Dạ 500 ngàn các bạn. Dạ 4 kg. Dạ này có cá chạy dính luôn đó. Cái này dính vậy. Mấy dính. Dính. Dính 3 cái chà liên tục. Được 2 con cá. Vậy là nó nổi hết trơn. Đỡ khổ. Lên dễ mình bập mới được. Trời kiếm hai con gì về chiên xù rồi để gai được. Ê, nhảy dữ vậy không? Bự hơn kia. Tôm gì, có tôm gì? Chốt con tận con tâm càng bữa trời dính tâm càng mình gốc đó rồi chừng có gốc không ta, mình gốc ở đây đó. Ồ, cá nhảy lên kìa. Cá rảnh nhảy nhảy. Nước đã mùa nước lớn. Này lên không? Thấy cá nhỏ là thấy em rồi đó. Ú. Bung bung lưới rồi. Đó. Trời 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 trời. Vô biển vô mề. Quá đẹp. Chết. Phi bự quá. Có cái bãi ha, bãi gì chài thì vô em ru. Đó đi câu giật con câu biển quần câu tre đá lắm nhỏ quá đi câu. Thép như hụt thì nuôi
Rô phi xong ăn rất là ngon. Rô phi nuôi nhiều. Chiên xù. Con này chiên xù ăn đã. Chưa gốc cây nữa, đâu có gốc cây, cá nhiều lắm. Mất gốc cây. Này, cây. Ồ, gì? Cái gốc phi già. Gốc phi già. Cây khá lắm. Trời, cái cây bự. Nó quăng nó lên luôn luôn. Cũng đã khổ. À, mẹ Vinh nè. Phi lứa cỡ này nhiều quá ha. Đã số dính vô phi. Giờ nó đẻ nhiều. Được ít về chiên xù ăn nha các bạn. Được ba con cá vô phi với dài con cá kia nữa, chiên xù chiên đồ lên chấm nước mắm đồ ăn ngon. Này là cá mè Vinh hồi nãy chạy nha các bạn, được vài con rồi mình kho mè ăn. Mè Vinh thì kho lên ngọt rồi. Đây, cá vô phi nè, vô phi thì nấu canh chua, món phụ món ớt nè, ớt xào, ớt xào xà ớt. Món này cũng cho dân nhậu bóc lắm mà. Rồi hôm nay mình ăn cơm mình chơi. Rồi xong một ngày chạy cá.